Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế giới mã vạch. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in để bàn của hãng Zebra, có model đó là ZD420. Thấy cái dòng máy in để bàn của hãng Zebra này có rất nhiều là công dụng để mình có thể là in những cái tem nhãn khác nhau. Ví dụ như là trong bán lẻ thì mình có thể là in tem giá, tem nhãn giá hoặc là tem nhãn phụ và những cái tem nhãn mã vạch thông tin sản phẩm. Còn trong ngành hàng bán hàng online thì mình có thể là in những cái tem Shopee, Lazada, Tiki để mình có thể là dán lên những cái kiện hàng để mẹ shipper có thể là lấy và quét những cái mã vạch hoặc những cái thông tin ở trên đó. Còn trong những cái mặt hàng trong những cái ngành hàng như kiểu logistics hoặc là một số đơn vị vận chuyển thì mình có thể là in những cái tem nhãn dán thùng hàng như vậy này mọi người. Đó, mình có thể là in tem nhãn dán thùng và một số cái tem nhãn phụ dán trên thông tin ở trên các thùng hàng, thùng giấy của mình. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là đập hộp, mở ra cho mọi người khám phá bên trong cái chiếc máy này nó bao gồm những cái gì. Zebra ZD420 có những gì mọi người cùng theo dõi em ha. Đây, đầu tiên mọi người có thể thấy đây là cái trục gắp giấy, trục mực, hai trục mực nha mọi người. Đây là hai cái loại mực đi kèm này, loại mực nhỏ là mực lớn. Đây hai cái trục mực và trục thu đó mọi người. Rồi tiếp theo đây là dây nguồn của máy đó mọi người. Cái nguồn Zebra là khá là cẩn thận, có rất là nhiều đầu khác nhau này, tùy theo cái ổ điện của từng cái khu vực để mình có thể là sử dụng cái đầu. Đây là adapter của máy mọi người, adapter của máy, đây adapter 24V mọi người thấy, đây adapter của Zebra. Trong này có luôn cái số dẫn đi kèm với đó là cổng USB. Đây là cái cổng kết nối bằng USB. Đấy. Và một cái quyển sổ hướng dẫn, có rất là nhiều thứ tiếng ở trong này. Rồi em sẽ mở ra xem bên trong máy nha. Đây mọi người có thể thấy cái chiếc máy của mình đang ở đây. Đây là dòng máy để bàn nên nó có kích thước khá là nhỏ gọn để mình có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau mà không tốn cái diện tích. Mình có thể thấy ở ngoài nó có một màu xám, đen xám cũng khá là đẹp và sạch sẽ. Còn phía bên trên nó có nút nhấn nguồn và một số cái phím để cho mình có thể là điều khiển. Và phía đây có một số cái đèn để nó cảnh báo, rất là tiện dụng, rất là thân thiện để mình biết được là máy đang gặp lỗi gì hoặc là gặp sự cố gì hoặc là đang trong tình trạng như thế nào để mình có thể là vận hành một cách dễ dàng, trơn tru và ổn định nhất. Thì đây là dòng máy ZD420 có độ phân giải đó là 300 DPI và cái tốc độ in của nó lên tới là 102mm/giây. Đó, mọi người thấy là cái tốc độ in 102mm/giây khá là ổn định và cao ha. Còn về phần đầu in của máy thì đây là dòng máy có kích thước đầu in đó là 104mm. Mọi người có thể thấy đó. Đấy, đặc biệt nữa mọi người có thể thấy là con sensor, đây là con cảm biến thì mình có thể là di chuyển được. Mục đích di chuyển này thì mình có thể là xài nhiều cái kích thước cái giấy khác nhau mà nó không bị ảnh hưởng, không bị giới hạn để mình có con máy nó có thể là đọc được những cái kích thước đó. Đây dòng máy và mọi người có thể thấy là cái hộp mực, cái khu vực mà để mực của cái dòng máy ZD420 này mình có thể là đạt được cái loại mực lớn, là nghĩa cái cuộn mực 300m thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian mà mình có thể là thay mực ra vào. Đấy. Còn một số dòng máy thì nó chỉ có là mực 75 hoặc là 100m, dòng 300m. Còn mọi người đi phía sau chúng em thấy ha. Phía sau này đây là cái cửa bằng kiếm này. Mica này mình có thể nhìn vô, mình có thể thấy được là cái phần giấy của mình sắp hết hay là gì đó để mình có thể là thay cách là khá là tiện dụng. Phía sau này thì mình có thể là đặt cái gác giấy ở ngoài, mình luồn giấy vào phía bên trong để mình sử dụng. Đây. Cái khu vực giấy là mình có thể đặt được cuộn giấy 50m cho mọi người. Nếu mà người đặt giấy dài hơn, lớn hơn thì mình có thể đặt ở phía bên ngoài này. Zebra cũng đã làm thế này cho mình rồi. Ở phía sau này đây là dòng máy tiêu chuẩn nên nó chỉ có là cổng USB, nhau này kết nối USB, đây là USB hot, còn đây là jack cắm nguồn Còn nếu mà người có nó sẽ có thêm cái option đó là cổng LAN RS232 cổng LAN, cổng internet đó. Mình nếu mà mình có nhu cầu thì mình có thể là liên hệ và đặt cái phiên bản mà nó có cái cổng kết nối đó để mình sử dụng. Đó, mọi người có thể nhìn sơ qua thêm một lần ha. Chiếc máy này mình thấy khá là nhiều ưu điểm, độ phân giải cũng như tốc độ in và cũng như là cái cấu hình sơ bộ của chiếc máy này đó. Nhỏ gọn, khá là chắc chắn. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người kết nối cũng như là in test thử để cho mình có thể là xem được trực quan cái khả năng in ấn cũng như là chất lượng in của nó và những cái nét in của nó như thế nào. Thì mọi người tiếp tục theo em ha. Trước khi in test xem chất lượng in của dòng máy Zebra ZD420 này thì em sẽ hướng dẫn sơ mọi người cách mình có thể là kết nối dòng máy này với lại là máy in của mình nhá. Thì đầu tiên mình cắm dây nguồn nhá. Đây là chỗ nguồn của máy ha. Mọi người có thể xem phía sau. Đây là giắc nguồn cắm vào đây 24V nên mọi người có thể nhìn thấy ha. Đúng rồi. Thứ hai là mình sử dụng dây cáp kết nối USB, tại vì em đang sử dụng bằng cổng kết nối là USB này mọi người. Đây một đầu này mình cắm vào máy in. Ở đây mọi người có thể thấy là kết nối USB này nha. Cổng vuông nha mọi người. Mọi người để sát vào ha. Còn cổng dẹp còn lại thì mình cắm vào đầu còn lại của máy tính. Và cổng USB của máy tính ha. Thì đây là cổng USB của máy tính này thì mọi người cắm vào. Đấy, cắm sát vào giúp em. Trước khi mà in thử thì tại vì mình kết nối như vậy mà nhưng là trên máy tính mình phải có là kèm theo đó là phải cài driver. Đối với những cái Win 10 hoặc Win 11 mới thì nó sẽ tự động cập nhật driver đối với những cái dòng máy này. Còn nếu mà những cái Win khác hoặc là nó chưa có driver thì mình phải cài driver nha mọi người. Còn bây giờ thì em đã cài sẵn driver cũng như là cái phần mềm để in test. Còn nếu mà như mọi người mà không biết cách để mình có thể là cài driver hay là cài phần mềm in test thiết kế tem thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế giới mã vạch. Thì tụi em sẵn sàng để hỗ trợ cho mọi người. Thì bây giờ em sẽ in test xem cái chất lượng của cái dòng máy này in để mọi người có thể xem ha. Đây mọi người có thể thấy ha, đây là em sẽ ra luôn ha. Nhìn ha, nhìn ha. Những cái dòng chữ, những cái mã vạch em đang in khá là nhỏ ha. Những dòng chữ khá là nhỏ ở trên này, nhỏ xí à. Đó. Mà nó in khá là rõ nét ha, tại vì đây là máy có độ phân giải là 300 DPI. Đây, nếu mình in càng lớn thì nó cũng rõ thôi. Đây cái giấy nhỏ. Rồi các bạn thể xem. Đây, bây giờ em sẽ tiến hành in thêm cho mọi người. Xem về cái tốc độ in của nó nha. Đây, em sẽ in 30 con tem. Đó, 30 con tem trong có 10 giây hay 17 giây là cũng khá là nhanh. Mọi người có thể xem chất lượng in rất là đồng đều. Đây, khá là nét. Mọi người có thể nhìn thấy ở phía trên này cái đèn nó đang cảnh báo này. Thì trong quá trình sử dụng thì mình có thể là nhìn vào cái đèn này để mình biết là máy nó đang gặp tình trạng gì hoặc là nó đang trong cái trạng thái sẵn sàng in hoặc là sao đó để mình có thể là sử dụng khá là tiện. Như vậy là em và mọi người đã xem qua về một số thành phần bên trong của máy cũng như là điểm qua về một số thông tin cấu hình của cái dòng máy ZD420 này, và sau đó em có tiến hành là in test thử để cho tất cả mọi người cũng như là xem qua về cái khả năng in, về cái độ nét cũng như là cái tốc độ in của cái dòng máy này. Thì nếu mọi người cần biết thêm thông tin hoặc là cần tư vấn thêm về dòng máy Zebra ZD420 hoặc là các dòng máy mã vạch khác, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế giới mã vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimavach.com. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và share. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.